cũng nhờ có nước hồng sâm baby mà hành trình nuôi con của mình trở nên dễ dàng hơn. Xin chào mọi người, mình là Hằng và hiện tại thì mình đã có một em bé và năm nay con cũng được 4 tuổi rồi. Nhưng mà thật sự là trước đây con biếng ăn lắm ấy, lúc nào là cũng thấp còi và suy dinh dưỡng hơn là các bạn cùng trang lứa. Rồi là con sức đề kháng yếu nên là rất là dễ hay bị ốm vặt, thành ra là con quấy khóc suốt thôi, khiến mình rất là sốt ruột ấy. Mỗi lần mà đến bữa là hai mẹ con thật sự là như là đánh trận với nhau ấy, tại vì là cứ phải ép con ăn. Thành ra là con cũng không chịu ăn, hoặc là ăn được có ít thì lại ói, lại chớ. Thật sự là mình đau đầu lắm mà không biết phải làm như thế nào ấy. Mình là cũng phải tìm hiểu rồi đấy chứ, mua đủ các thể loại này, nào là sữa này, siro này, và những cái sản phẩm mà bổ sung chất dinh dưỡng mà con đều không chịu ăn, không hợp tác. Các mẹ cũng biết rồi đấy, trẻ nhỏ mà rất là nhạy cảm, nên là đâu phải cái sản phẩm nào là cũng dùng được đâu, đúng không? Thương con lắm ấy mà không biết phải làm như thế nào. Nhưng mà rất là may nhé, là có lần mình sang nhà chị bạn chơi thì thấy bé nhà chị ấy rất là năng động này, bụ bẫm, phát triển khỏe mạnh, mà bé là ăn rất là tốt. Thì mình cũng có hỏi chị xin bí quyết. Chị ấy cũng giới thiệu luôn là đang cho bé dùng sản phẩm nước hồng sâm baby. Sản phẩm này thì được nhập khẩu chính ngạch từ Hàn Quốc, đạt chuẩn GMP và HACCP, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam nữa. Chị ấy bảo là nước hồng sâm baby này dễ uống cực. Bé nhà chị uống được khoảng gần 2 tháng rồi, phát triển rất là tốt, ăn uống khỏe mạnh này, nhất là con còn tăng cân và phát triển chiều cao nữa, không hay bị ốm vặt, sốt cảm như trước kia. Thấy thế là mình cũng về tìm hiểu thì thấy là sản phẩm này là được chiết xuất từ tinh chất hồng sâm cô đặc, kết hợp với các thành phần bổ dưỡng như là nhung hiêu này, quế, mật ong rừng, nước hoa quả, vitamin C, B2, D3 và nhiều khoáng chất nữa. Toàn là những thành phần quý nên là mình cũng yên tâm mua về cho bé sử dụng. Và thật sự mình thấy rất là bất ngờ về hiệu quả mà nước hồng sâm baby này mang lại. Mình không nghĩ nó lại có một cái sản phẩm mà tốt mà lại hiệu quả nhanh đến như vậy. Trộm vía sao mà bé nhà mình mới sử dụng được tuần đầu tiên thôi là con đã ăn ngon hơn hẳn rồi. Sức đề kháng của bé là cũng tốt hơn. Sau 2 tuần tiếp theo là bé không còn bị táo bón nữa, ốm vặt thì cũng ít đi, hầu như là không ốm vặt nữa luôn ý. Bé ăn nhiều trông thấy, thậm chí là còn đòi ăn này, xin mẹ ăn thêm nữa cơ. Thật sự là bố mẹ nào mà đã rơi phải cái tình trạng, tình cảnh như mình ý, khi mà thấy con cải thiện được như vậy thì thật sự là sung sướng vô cùng ý. Đến nay là bé nhà mình cũng đã dùng được 2 tháng rồi và tăng được 1kg rồi các mẹ nhé. Đây mọi người có thể nhìn thấy này, tay chân con là cũng cứng cáp, bụ bẫm hơn hẳn ý. Đấy, chắc nịch luôn. Bây giờ là ai nhìn là cũng khen ý. Nhìn con tăng cân khỏe mạnh như thế này là da rẻ còn hồng hào nữa, mình quá là hạnh phúc rồi ý. May là nhờ có sản phẩm nước hồng sâm baby đã giúp bé nhà mình bổ sung được dưỡng chất, kích thích trí não phát triển, cải thiện được tình trạng biếng ăn, vòi xương, suy dinh dưỡng, để con ăn ngon, ngủ ngon như là bây giờ. Không biết các mẹ thế nào chứ bé nhà mình là lười uống sữa hay là lười ăn mấy cái sản phẩm ăn ngon cực kỳ ý. Nhưng mà từ khi mà mình cho bé uống nước hồng sâm baby này này, thành ra bé lại thích uống mới hay chứ. Không bị ép buộc thì cơ thể bé là cũng hấp thụ được dinh dưỡng nhanh hơn, đúng không ạ? Đây nhá, một hộp như thế này này, lại chia ra thành rất là nhiều gói nhỏ như này nữa, tiện lợi vô cùng luôn các mẹ ạ. Các mẹ có thể bỏ vào túi và mang đi đâu cho con uống cũng được. Mà trước khi mà cho con dùng ý, là mình là cũng phải dùng thử trực tiếp rồi. Vị của nó là rất là thanh thanh này, thơm mát, rất là dễ uống mà không quá ngọt đâu. Mà đặc biệt là khi mà bỏ vào tủ lạnh nó hơi mát mát một chút thì con nhà mình lại càng thích uống hơn ý. Mỗi ngày mình đều cho bé uống một gói như này là đã bổ sung được đầy đủ dưỡng chất, giúp con này khỏe khoắn hơn này, nhiều năng lượng hơn để con thoải mái vui chơi. Nếu mà mẹ nào đang có con gặp phải tình trạng là biếng ăn, còi xương, muốn tăng đề kháng, cần bổ sung dinh dưỡng cho con ý, thì nhất định không được bỏ qua sản phẩm nước uống hồng sâm baby này đâu ạ. Vì là bé nhà mình đã biếng ăn như vậy mà còn cải thiện được thì các mẹ là cứ yên tâm mua về cho con sử dụng để là các con có thể là phát triển toàn diện.